Tất biến mắt tất phương, tất cả vô biến bạn tiêu mai trước nào.
vắng có thần mời đất ra châu để nhất trung mẹ thiên sáng sáng vào cửa ngửi biển biển dương ra sáng tham gia thần ngài đất quang thẳng loan giá về đầu nằm chân mân chân giả dương ra ngày này mời ngài loan giá điểm công quen ta loan giá điểm công quen chân nhân vác mời có thần ngài loan giá điểm công làm chân giả dương giang ngày này hôm nay tiệc mở thông dùng mẹ tham gia cung con chân mang cung thần tiên bà thủ điện xin bà loan giá về đồng về đồng thương đại bà đường lên bắc mà ở bao xa hỏi thăm chúa là quê nhà ở đâu vừa hình mẹ là rung cây
già cũng phát muôn vàng bái lại bóng tiếng bà. Hôm nay các nhật đương thời nhằm ngày mùng 2 tháng 11 năm Mậu Tuất, trung bàn đền bàn phù là chùa Ngọc Sơn. Hôm nay đạo vua tại bàn cạnh bàn đền sớm chùa điện. Trước tiên xin bà về để bà chứng minh chứng già chứng lòng chứng tâm. Trước tiên nhà thủ an, sau là các màn đệ tử võ thị quỳnh giang. Hôm nay nguyện cầu đứng ra yết phía quang hoàng mười nhằm ngày hai nguyệt mười năm Mậu Tuất, xin bà về chùa Lâm Duy Đức để bà chứng minh chứng già chứng lòng. Được tiên bà bạch cầu văn sớ tan tòa vua màu tâu về thường thiên thường ngàn cung thiên thủy phù để chứng tâm chứng già chứng lòng cho nhà thủ an sau nhà vợ họ. Hôm nay lễ bạc vòng thành và lại bà A Di Đà Phật. Thật là anh
giờ ngày này con dâng lễ một đau mẹ và một đôi câu con ơi con chờ lâu quyết chân tu thời con hãy quyết
lập thế ta. A ba bởi ba ra bốn phương hồi họp ở đề đa thắng ai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.